danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Trong chủ đề 2, phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20, cô và các con sẽ cùng nhau học bài phép trừ có hiệu bằng 10. Chúng mình cùng đến với phần 1, khám phá. Con hãy quan sát lên màn hình và đếm xem có tất cả bao nhiêu chiếc bánh. À, vậy là sau khi đếm xong, chúng ta thấy được rằng ở đây có 16 chiếc bánh phải không nào? Và một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là có 16 chiếc bánh, ăn mấy cái thì còn lại 10 cái. Và bạn nữ này đã đưa ra câu trả lời là ăn 6 cái. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem có phải khi chúng ta ăn 6 cái bánh sẽ còn lại 10 cái bánh không nhé? Vậy là ở đây chúng ta đã ăn 6 cái bánh rồi. Các con hãy kiểm tra lại xem có phải chúng ta còn lại 10 cái bánh không? À đúng rồi, vậy là ở dấu chấm hỏi này cô sẽ điền được số 6 phải không nào? Vậy cô sẽ viết được phép trừ 16 trừ 6 bằng 10. Các con hãy đọc lại với cô nhé. 16 trừ 6 bằng 10. Vậy là khi chúng ta có 16 cái bánh, chúng ta ăn 6 cái thì sẽ còn lại 10 cái bánh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện các phép tính này nhé. Đầu tiên là 11 trừ đi bao nhiêu sẽ bằng 10. Còn hãy quan sát sơ đồ tách cô của cô. 11 sẽ gồm 10 và số nào các con nhỉ? À, rất chính xác, 11 sẽ gồm 10 và 1. Vậy ở đây cô viết được rằng 11 trừ 1 bằng 10. Và tương tự như vậy, 12 sẽ bằng 10 gộp với 2. Vậy thì 12 trừ 2 sẽ bằng 10. 13 trừ 3 bằng 10. Tương tự như vậy, các con hãy đọc tiếp cho cô những kết quả nhé. 14 trừ 4 bằng 10. 15 trừ 5 bằng 10. 16 trừ 6 bằng 10. 17 trừ 7 bằng 10. 18 trừ 8 bằng 10. Và cuối cùng 19 trừ 9 bằng 10. Chúng mình sẽ cùng đến với phần 2, luyện tập. Bài tập thứ nhất, mỗi hình che số nào? Con hãy quan sát phép tính đầu tiên của cô. 14 trừ 4 sẽ bằng bao nhiêu? Vậy hình vuông này đã che mất số nào các con nhỉ? À, rất chính xác. 14 sẽ bằng 10 gộp với 4 phải không nào? Vậy thì 14 trừ 4 sẽ được kết quả là 10. Tương tự như vậy, ở hình vuông màu vàng này, chúng ta sẽ điền được số nào các con nhỉ? Rất chính xác, 11 trừ 1 sẽ bằng 10. Tiếp theo, ở hình tam giác màu xanh lá này, bao nhiêu trừ 5 sẽ bằng 10? À, đúng rồi. Ở đây cô lấy 10 gộp với 5 sẽ được 15 và 15 trừ 5 sẽ bằng 10. Tương tự như vậy, ở hình tam giác màu đỏ, 12 trừ 2 bằng 10. Vậy ở hình tròn màu hồng này thì sao nhỉ? Ở đây cô sẽ điền được số 17, 17 trừ 7 bằng 10. Và cuối cùng ở hình tròn màu nâu, 19 trừ 9 bằng 10 phải không nào các con? Vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1 rồi. Cô mời chúng mình cùng đến với bài tập số 2, tính. Con hãy quan sát phép tính đầu tiên của cô, 18 trừ 8 trừ 1. Ở đây cô thấy được rằng 18 trừ 8 sẽ bằng 10.
và cô lấy 10 trừ 1 được kết quả là 9. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện các phép tính tiếp theo nhé. 17 trừ 7 được kết quả là 10. Cô lấy 10 trừ 2 bằng 8. Tiếp theo 16 trừ 6 cũng được kết quả là 10. Và 10 trừ 1 sẽ bằng 9. 11 trừ 1 bằng 10. Và 10 trừ 5 bằng 5. Hai phép tính cuối cùng nào các con. 13 trừ 3 bằng 10. 10 trừ 4 bằng 6. Và cuối cùng 15 trừ 5 bằng 10. 10 trừ 3 bằng 7. Chúng mình cùng sang bài tập số 3 nhé. Con hãy lắng nghe cô đọc đề bài. Cô giáo có 18 cái khẩu trang. Cô đã phát cho các bạn 8 cái. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang? Vậy dựa vào đề bài này, chúng ta sẽ cần viết một phép tính nhé. Ở đây, đề bài cho chúng ta biết cô giáo có 18 cái khẩu trang. Và cô đã phát cho các bạn 8 cái. Vậy cô sẽ dùng phép tính trừ. 18 trừ 8. Và phép tính này có kết quả bằng bao nhiêu các con nhỉ? Đúng rồi, 18 trừ 8 sẽ bằng 10 phải không nào? Và cô sẽ trả lời được rằng cô giáo còn lại 10 cái khẩu trang. Các con thân mến, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé! Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.